chào các bạn nha. Bây giờ mình xuống đây mình dọn lỗ nha các bạn. Cũng hơi nắng này, mình dọn lỗ mình câu có cá hơn, mình dân nắng mình câu cửa như các bạn. Các bạn theo đồng hành của mình nha. Giờ mình để mồi nha các bạn. Đây là dế nha. Cám nổ mình ngâm mình ra nha. Để sau mình làm nguyên liệu luôn các bạn, để đập mạnh cho mình nha. Con khủng long các bạn ơi, khủng long trà bá luôn, nó toàn cỡ nào. Đụng mình luôn à. Nghĩ hả? Để ba không phải luôn á. Trời ơi. Ô con có rồi mè này nè. Mày đã thân không? Đụng luôn à. Còn không? Thank you.
lẫm luôn à. Đấm luôn à. Tổ sẽ rồi. Hay nè, thằng nói. Lụm mà nè, lụm mà nè. Vậy. Ủa. Ủa không. Ủa rối, muốn lông rồi, cái nè, cái nè. Lụm. Lắm. Ủa, con có đồ mề các bạn ơi, hết thân luôn, tròn vo luôn. Ủa, cá đã rồi, hết lặn. Ủa, nguyên con cá đồ mề luôn, hết nổi luôn. Chút chiêu nữa xong rồi. Thank you.
cá hết ăn anh em ơi. Sáng giờ mình thu hoạch cũng được mới rồi anh em. Thôi giờ nắng quá, giờ trời cũng chuyển mưa rồi anh em ơi. Sáng giờ mình làm nhiêu đây cũng đủ gạo rồi nha. Hẹn anh em gặp video sau nha. Anh em có gì đăng ký ủng hộ giùm mình nha. Chào, bye bye. Yeah.